Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lúc này sở Mỹ không biết từ đâu chạy tới chỗ ba người. Học. Học. Phòng y tế của trường tan làm rồi. Mình chỉ có thể mua một bình rượu thuốc ở hiệu thuốc trước cổng trường thôi. Sở Mỹ nhìn vết bầm tím quanh mắt của Châu Gia Tố lo lắng nói. Gia Tố cậu bôi thuốc trước đi. Nếu đau quá thì đến bệnh viện khám nhé. Dù sở Mỹ đã trấn an nhưng Châu Gia Tố vẫn rất giàu dĩ dựa thuốc này có thể bôi xung quanh mắt không? có phải là sẽ thành một mảng xanh tím không thế? không được, mình phải soi gương. lần này lục phóng thật sự đã phạm sai lầm rồi. con gái ghét nhất là bị thương ở mặt, huống hồ châu gia tố còn là hoa khôi, khuôn mặt cũng quan trọng như quả tim của cô ấy vậy. châu gia tố nhìn mình trong gương, vết thương ngay mắt đặc biệt nổi bật khiến tâm trạng của cô ấy càng tồi tệ hơn. hu 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 đây là ai? đầu xương thành cái đầu heo rồi. thế là chẳng mấy chốc ấn tượng tốt đối với lục phóng trong mắt châu gia tố nay sạch. cô ấy phẫn nộ nhìn vẻ mặt vô tội của lục phóng cảm thấy vô cùng tủi thân cuối cùng chỉ có thể khóc lóc ôm mặt chạy đi thật quá đáng mà lục phóng nhất thời không biết phải làm sao lúc này trong mắt cậu ta con gái thật là khó hiểu này cậu chạy đi đâu vậy không phải muốn đến bệnh viện khám sao sở mỹ cũng không thể để mặc châu ra tố được nên vội vàng đuổi theo cô ấy lúc này chỉ còn lại phi phi và lục phóng chứng kiến sự việc vừa xảy ra khiến bao nhiêu phẫn nộ của cô bay sạch hiểu lầm đã được hóa giải thì ra bức ảnh đó chính là chụp lại một giây trước thảm họa như thế này sau khi đã hiểu ra mọi chuyện phi phi cũng ba chấm không biết phải làm sao luôn cho nên trước khi lục phóng kịp nói gì thêm với cô Phi Phi quyết định 36 kế chạy là thượng sách. Cô phải tránh khỏi cái bầu không khí gượng gạo này ngay thôi. Ầm ha ha, tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Đúng vậy, chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi. Làm phiền rồi, nhìn bộ dạng cứ như chạy trối chết của Phi Phi khiến Lục Phóng bất đắc dĩ phì cười. Cậu ta ở lại nhặt quả bóng rổ lên, đột nhiên trước mắt Lục Phóng hiện lên hình bóng của một Phi Phi nổi loạn ngày trước, khi đó trong mắt cô chỉ có cậu ta. Lúc nào Lục Phóng chơi bóng rổ ở đây cô cũng đều có mặt, khi cậu ta ném bóng vào rổ, giữa những lời hò hét cổ vũ của các nữ sinh thì Phi Phi vẫn luôn nổi bật nhất cô còn đầu tư hẳn một cái băng rôn ghi lời cổ vũ cậu ta vậy mà khi đó lục phóng lại cố tình phớt lờ phi phi cậu ta không thèm giữ khoảng cách với các nữ sinh khác mà trái lại còn tươi cười nhận nước của bọn họ hoàn toàn cho phi phi ra rìa cậu ta nghe những lời khen ngợi của các cô gái đến quen rồi lần nào chơi bóng rổ xong cũng bỏ qua phi phi mà đến chỗ những nữ sinh kia cậu ta còn vô tư tiếp nhận sự quan tâm của bọn họ chẳng biết là vô tình hay cố ý làm phi phi bị tổn thương khi đó có lẽ lục phóng đã nghĩ phi phi sẽ mãi mãi không thay đổi cô vẫn sẽ yêu cậu ta như thế cho nên đã không trân trọng cô bởi vậy nên người ta mới nói có không giữ mất đường tìm tên lục phóng này ngay từ đầu đã không xứng đáng với tình cảm của phi phi rồi tối đó lục phóng và đám đàn em tụ tập ở quán karaoke uống rượu giải sầu lục phóng ngồi một mình trên ghế sofa đám đàn em thi nhau hát tôi đi qua những ngày tháng phong ba theo đuổi ước mơ tự phụ xuyên qua bao kiếp 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 cái đầu cậu cậu có thể hát một chữ đúng điệu thôi được không khung cảnh trước mắt ồn ào náo nhiệt là thế nhưng trong lòng cậu ta lại rất ảm đạm lời bài hát cứ như nói lên tâm tư của lục phóng cậu ta lẳng lặng ngồi đó uống hết ly này đến ly khác đám đàn em thì vẫn vô tư cười đùa với nhau ha ha cái địch quay lại rồi thật sự là về đúng quỹ đạo cái tên này nói cậu ta sẽ tới ngay còn gọi mấy nha đầu cho chúng ta nữa kiểu vô cùng đặc biệt ấy thật luôn hôm nay cậu ta chính là anh trai tôi anh trai ruột của tôi đặc biệt á giống kiểu thiếu niên thuần tình ăn không tiêu như tôi sao đúng là đàn em tốt đại ca của mình đang buồn vì gái mình ở đây cũng đang đỏ mặt mơ tưởng về gái đúng lúc này người được cả đám trông chờ nhất đã tới tay cậu ta xách theo một bọc thức ăn quen miệng chửi địch mợ chỗ này đúng là khó tìm thấy tên này chỉ đi có một mình đám người đang trông chờ bóng dáng của người đẹp vô cùng hụt hẫng sao lại chỉ có mình cậu mấy nha đầu đâu hóa ra cái này chỉ là một cách chơi chữ do nha đầu đồng âm với từ đầu vịt trong tiếng trung thế nên mới xảy ra hiểu lầm này mà kẻ đầu tiêu còn đang nhai nhót nhép đồ ăn mình vừa mua thản nhiên nói đầu vịt đây đây còn có cánh vịt với lưỡi vịt đặc biệt cay thêm cay nhiều đấy biết mình vừa bị hố đàn em tóc đen tức tới mức chửi bậy chết tiệt cái đồ ông già nhà cậu mấy lời này động chạm tới nhà người ta chẳng mấy chốc hai người đã lao vào đánh nhau như chó với mèo Địch ông nội tôi mà cậu cũng xuống tay được. Đàn em đầu chọc nhìn anh em của mình đấm đá chẳng những không thèm ra can mà còn cười phá lên. Ha 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 anh phóng, đây vốn không phải chuyện của chúng ta." Lục Phóng không phản ứng lại. "Hôm nay cậu ta hướng nội quá khiến tôi không quen, sự chú ý của cậu ta đã dồn hết lên màn hình điện thoại. Những dòng tin nhắn đầy khách sáo của Phi Phi khiến tâm trạng của Lục Phóng càng tồi tệ. Cô chẳng những nhất quyết muốn trả lại phí du lịch cho Lục Phóng mà còn từ chối cả lời đề nghị trước đó của cậu ta, đây rõ ràng là nhất quyết muốn chia tay Lục Phóng rồi." Lục Phóng như vậy khiến đám đàn em cũng không nỡ nhìn đàn em tóc đen khoác vai lục phóng nói lời an ủi tôi còn nhớ lúc đầu khi cậu quen đông phương phi phi đã nói là từ thành phố b đến đây rất vô vị nên mới tùy tiện yêu đương để điều tiết chút mà chuyện tình cảm không thể ép buộc được tôi cũng không biết nên khuyên cậu thế nào có điều những người hồi cao chung mà yêu đương phần lớn là lúc tốt nghiệp đều chia tay nhau không có đôi nào yêu được đến cùng cả lục phóng vừa nghe vừa rót rượu đàn em thấy vậy cũng rót cho mình một ly rồi tiếp tục nói mục tiêu hiện tại của đông phương phi phi hình như cũng không phải là đi du học cứ để nỗi đau kéo dài như vậy không bằng cậu cắt đứt sớm cho rồi để đàn em phải an ủi mình như thế lục phóng cũng không được tự nhiên cậu ta cũng ly với đàn em chào phùng nói ha những lời chết tiệt này trước đây cô ấy ngày ngày theo đuổi tôi bây giờ lại đột ngột nói chia tay như vậy nói là khó chịu thì cũng không khó chịu lắm cùng lắm là hơi không thích ứng được thôi đại ca nói thế nào thì chính là thế đó được không nói nữa cạn nào tạm gác chuyện tình cảm qua một bên đột nhiên đàn em hỏi lục phóng hôm qua bố cậu hỏi tôi qua wechat năm nay cậu có về thành phố b để ăn tết không dường như mối quan hệ giữa lục phóng với gia đình không tốt lắm chỉ thấy cậu ta ngửa đầu uống cạn một ly rượu đầy cực kỳ không tình nguyện nói về cái con khỉ ông già này thế mà học được chiến thuật này rồi tối đó lục phóng uống tới mức xe mềm phải để đàn em dìu mình ra về trong tứ cầu thì chỉ có đúng một người còn tỉnh táo đám còn lại cũng không khác lục phóng là bao đi đứng siêu siêu vẹo vẹo như muốn té tới nơi đàn em tóc đen vừa khoác vai đỡ lục phóng vừa quay qua nói với ba người kia các cậu đến đầu đường phía trước bắt xe trước đi nhé tôi đưa cậu ta về đã lục phóng chống tay lên cột điện nôn khan dường như chưa bao giờ cậu ta uống say đến vậy cũng trên trục đường đó Phi Phi vừa mới học xong đang ôm sách vở chạy về nhà. Gần đây lúc nào cô cũng trông có vẻ chăm học như vậy. Mới đó mà đã muộn thế này rồi, phải về mau mau mới được. Đám đàn em của Lục Phóng đã trông thấy Phi Phi. Ấy Ấy, kia chẳng phải là chị dâu sao? Ngậm cái mồm vào. Ai cũng biết lúc này cái tên Phi Phi là hai chữ có sức ảnh hưởng rất lớn tới Lục Phóng. Cậu ta cười tự giễu nói, sau này không còn là chị dâu nữa rồi. Nhìn Phi Phi tươi cười vui vẻ như vậy, sán lạ như vậy khiến cậu ta cũng không nỡ quấy rầy cô nữa. Bộ dạng học sinh chăm ngoan này mới hợp với cô ấy. Phi Phi đâu có biết tối hôm đó Lục Phóng đã tâm trạng như thế nào. Sáng hôm sau cô vẫn đi học bình thường, chăm chú nghe giảng như cũ. Đến giờ ra chơi, hội chị em của Phi Phi tụng lại. Lúc này cả đám mới nói đến chuyện của Lục Phóng. Phi Phi, Thái Địch bảo là cậu và Lục Phóng chia tay rồi à? Đối với câu hỏi này Phi Phi chỉ thản nhiên ử một tiếng. Quả nhiên Lục Phóng đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Hội chị em vậy mà còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy là có thể đoán được kết cục của các cậu nhưng mình vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Hôm nay Lục Phóng cũng không lên lớp. Phi Phi và hội chị em im lặng nhìn qua chiếc bàn trống không hôm nay không có lục phóng tự nhiên cũng bớt náo nhiệt hơn hẳn lúc này lục phóng vẫn đang nằm ngủ ở nhà tiếng thông báo điện thoại vang lên inh ỏi đã đánh thức cậu ta giấc ngủ bị làm phiền khiến lục phóng bực bội tới mức chửi bậy địch ai đây dù vậy cậu ta vẫn cầm lên kiểm tra tin nhắn đó là một tin nhắn nạc danh nội dung thế mà lại có liên quan đến phi phi tôi có chuyện liên quan đến đông phương phi phi muốn nói với cậu không đồng ý cậu sẽ hối hận cả đời lục phóng vừa nhìn đã biết cái này chắc là một tài khoản quy quy mới lập thằng cha nào mà rảnh vậy trời nhưng lục phóng cũng không mặc kệ mà vẫn nhắn lại ai đấy làm trò mờ ám gì vậy không ngờ dây tiếp theo tài khoản nặc danh đã gửi cho lục phóng một bức hình chụp cảnh phi phi và nhiếp thần dạ đang ở cùng nhau không biết bức ảnh này bị ai chụp lén khi nào nhưng chắc chắn người đó đang muốn hãm hại phi phi khiến cho ấn tượng của lục phóng đối với cô trở nên tệ hơn quả nhiên tối hôm đó phi phi vừa mới tắm xong cô vừa lau tóc vừa nghe tiếng mưa rơi giả rích ngoài cửa sổ mùa đông đến mà còn mưa lớn như vậy mình đã che ô rồi mà còn bị ướt nhẹp đột nhiên có tin nhắn của lục phóng gửi tới nội dung tin nhắn đại khái là hiện tại cậu ta đang đứng dưới nhà cô có vài chuyện muốn nói rõ ràng nếu ba phút nữa mà cô không xuống thì cậu ta sẽ la lên, nhìn là đã thấy có điều chẳng lành rồi, Phi Phi cũng không nhịn được thở dài. Không phải đã nói rõ ràng với cậu ta trên WeChat rồi à, cậu ta như này chẳng qua là do mình đột nhiên thay đổi thái độ nên mới không kịp thích ứng chứ gì, Phi Phi nhìn qua một góc bàn. Ở đó đặt một chiếc lọ đựng những ngôi sao giấy đã đựng được gần một nửa, cuối cùng cô vẫn quyết định xách dù ra gặp Lục Phóng, tiện thể đem theo chiếc lọ so giấy đó luôn. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Lục Phóng đứng ngay cạnh chiếc đèn đường, cậu ta cứ thế để người ướt nhẹp thậm chí còn không thèm che chắn cho bản thân khỏi cơn mưa phi phi chạy lại chỗ lục phóng cô còn tốt bụng đưa dù ra cho anh mưa lớn như vậy sao cậu không che ô sấm chớp đánh một cái đùng lục phóng không nhận ý tốt của phi phi thì thôi đi còn đưa tay hất dù của cô văng ra một bên giờ thì hay rồi cả hai đều ướt chung luôn lục phóng kích động nói che ô tôi hận bây giờ sao không có mưa đá rơi xuống đi để cho đầu óc tôi tỉnh táo lại chút học kỳ nào cậu cũng tránh mặt tôi ngày nào cũng bảo là bận học tôi tin rồi rốt cuộc thì sao vừa nói cậu ta vừa đưa màn hình điện thoại có hiển thị bức hình mà cậu ta nhận được từ tài khoản ẩn danh kia ra buộc phi phi phải cho cậu ta một câu trả lời thích đáng phi phi nhìn thấy tấm hình kia thì nhíu mày thì ra cậu tìm tôi là vì cái này à tôi còn tưởng ít nhất cậu cũng thật ra lục phóng nhìn thấy cái này cũng không phải chuyện gì to tát nhưng cơ hội này phi phi quyết định hai mặt một lời với cậu ta dứt điểm luôn lại càng tốt nếu là vì cái này thì tôi nghiêm túc nói cho cậu biết tôi không có tôi và nhất thần dạ ngoài chuyện học ra thì không có bất cứ chuyện dư thừa nào trong thời gian quen cậu tôi tự hỏi không thẹn với lòng Nói đến đây Phi Phi lại thấy tủi thân, rốt cuộc cô cũng nói ra hết những uất ức của mình ở kiếp trước, chẳng qua cậu chỉ mới nhìn thấy tôi nói chuyện với nhất thần dạ mà đã giận dỗi đến mức này rồi. Vậy tôi quen cậu bao lâu nay, có biết bao cô gái vây quanh cậu, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Giải tỏa được rồi Phi Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô cười nhẹ, đưa chiếc lọ chứa đầy những ngôi sao giấy lên nói với Lục Phóng, tôi từng rất thích cậu, cực kỳ cực kỳ thích, nhưng trong chuyện tình yêu, tôi cũng chỉ là một con ngốc mà thôi, là do tôi quá coi trọng tình yêu, nó khiến cho tôi thở không nổi còn cậu thì tiếp xúc với bạn khác giới vô tội vạ khiến tôi nhạy cảm bất an hoặc cũng có thể không cần biết là kiếp nào tôi cũng đều là một người yêu ghét rõ ràng nếu thích thì tôi sẽ dốc hết lòng thích cũng không phân biệt được lá mặt lá trái nên khi ở bên cậu tôi mới sứt đầu mẻ chán như vậy nụ cười của phi phi nhẹ nhàng là thế nhưng trong mắt lục phóng nụ cười đó lại trở nên thật chói mắt cậu ta siết chặt nắm tay phi phi càng nói cậu ta lại càng cảm thấy hổ thẹn cuối cùng lục phóng vẫn không nhịn nổi hét lên cắt lời phi phi cậu im miệng lại đi đừng nói nữa nhưng phi phi cũng không dừng lại cô đưa chiếc lọ chứa sao giấy cho lục phóng rồi nói lục phóng đây là số ngôi sao giấy mà tôi đã gấp trong 200 ngày mỗi ngôi sao đều là điều tôi thích ở cậu tôi nghĩ vẫn nên giao cho cậu thì hơn một tình yêu đẹp sẽ khiến cả hai trở nên tốt hơn tuy bây giờ tôi không thích cậu nữa lục phóng vẫn nhất quyết phủ nhận những gì phi phi vừa nói cậu ta ôm lấy cô cố chấp níu kéo im miệng tôi không muốn nghe không muốn nghe xin lỗi phi phi tôi xin lỗi bây giờ có hối lỗi thì cũng muộn rồi phi phi thật sự đã không còn chút tình cảm nào với lục phóng nữa dù cậu ta có bảo cô im miệng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì phi phi vẫn cứ tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ cô động viên lục phóng nhưng tôi hy vọng cậu sẽ trở nên tốt hơn lục phóng đừng làm loạn nữa hãy nghĩ cho tương lai sau này biết mình không thể thuyết phục được phi phi nữa thậm chí khiến lục phóng trở nên kích động cậu ta đẩy cô ra hất văng cả chiếc lọ thủy tinh đựng sao giấy khiến nó rơi xuống đất vỡ đôi cậu bớt dạy tôi lại đi cậu nghĩ cậu là ai cuộc cãi vã kết thúc tại đây lục phóng quay lưng bỏ đi phi phi im lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta kiếp trước có thể là do cô đã trách nhầm lục phóng nhưng cô của hiện tại đã không còn tình cảm như trước nữa cũng không có tư cách nghĩ những chuyện này phi phi nhặt chiếc ô lăn lóc trên đất lên đi về hướng ngược lại trở về nhà một khi tình yêu đã cạn thì có làm cách nào cũng không thể giữ được đối phương nữa lục phóng biết điều này nhưng vẫn cố chấp đến cuối cùng người không nỡ chính là cậu ta sau khi phi phi đã đi khuất lục phóng trở lại chỗ cũ cậu ta cúi xuống nhặt những ngôi sao giấy rơi vãi trên đất lên những thứ này chắc là những tội chứng chứ gì kể tội tôi trước đây không đối đãi tử tế với cậu lục phóng thử nhặt một ngôi sao lên mở ra xem trái với suy nghĩ của cậu ta đó vốn không phải những lời kể tội gì cả phi phi không hề nói xạo những gì cô ghi trong giấy gấp sao đều là điều mà cô cảm thấy thích ở lục phóng hay phải nói là đã từng ngày 23 tháng 6, đi dạo phố cùng phóng phóng cậu ấy lại bị các em gái quấn lấy nữa rồi nhưng có điều cậu ấy vậy mà lại mua cho mình cái váy mà mình để ý một trong những mẹo khi thích một người đó là rất giỏi việc nhìn thấy sự hoàn mỹ trong vô số những điều không hoàn mỹ không biết sau đó lục phóng như thế nào chỉ thấy ba ngày nay anh hoàn toàn không đến trường đến cả hội chị em cũng không nhịn được bàn luận về cậu ta có gì đó sai sai đã ba hôm anh phóng không đến lớp rồi trước đây có trốn học thì trốn nhưng cũng ra dáng lắm mà nghe tứ cẩu nói nhà anh phóng ở thành phố b là tự anh ấy muốn đến đây học có khi nào anh ấy chuyển trường về đấy học rồi không giờ đã là cuối rồi ít nhiều gì cũng đợi hết kỳ này rồi đi chứ nhưng bọn họ cũng không lo lắng cho lục phóng được bao lâu đã phải đối mặt với kiếp nạn thầy toán bước vào lớp báo tin dữ thầy thể dục bị ốm rồi tiết này chúng ta sẽ học toán có thể nói toán học chính là ác mộng hội chị em vừa nghe thông báo thôi đã chán nản than thở rồi đâu còn tâm trạng để ý đến sự vắng mặt của lục phóng nữa ôi trời thầy thể dục mà thể chất thế này thì chán quá kỳ này thầy ấy ốm những tám lần rồi đấy tan học hôm nay trời lại mưa phi phi và nhiếp thần dạ che chung một chiếc ô trở về nhà nhiếp thần dạ vừa đi vừa thảo luận với phi phi về bài học hôm nay chúng ta nên tăng cường và bồi dưỡng tinh thần dân tộc như thế nào đây đợi một lúc mà không thấy phi phi trả lời nhiếp thần dạ lấy làm lạ nhìn sang khi này phi phi mới giống như bừng tỉnh à? à mình xin lỗi vừa rồi hơi mất tập trung cậu có thể nói lại được không không biết vì sao mà hôm nay phi phi lại lơ đãng như vậy nhưng sự chú ý của cô đã va vào vết đỏ ở một bên má phải của nhiếp thần dạ ý đại lão cậu lại đánh nhau nữa à sao mặt nở đầy hoa thế kia nhiếp thần dạ né tránh ánh mắt của phi phi chỉ nói là do mình bị ngã nhưng có ma mới tin anh không biết là do ai gây ra nhỉ bạn có đoán được không bỏ qua chuyện vết thương của nhiếp thần dạ hai người lại nói về học tập rốt cuộc ba tháng dạy kèm của nhiếp thần dạ cũng đã kết thúc hiếm khi anh đánh giá tốt năng lực của phi phi như hôm nay đông phương phi phi hết ba tháng rồi bây giờ xem như cậu đã có thể theo kịp tiến độ Buổi tối có thể tự học ở lớp tự học rồi, Phi Phi cũng rất cảm kích Nhiếp Thần Dạ. Ừm, mấy tháng nay cực cho cậu quá, tối nào cũng đến làm phiền cậu hết. Dù sau này có thể hai người sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa nhưng Phi Phi vẫn muốn nhờ đến sự trợ giúp của Nhiếp Thần Dạ. Vậy bình thường có gì không hiểu tôi có thể hỏi cậu không? Đương nhiên là được rồi, cậu có thể hỏi trực tiếp tôi trên lớp. Sự nghiêm túc nỗ lực của Phi Phi suốt thời gian qua đã thay đổi cái nhìn của Nhiếp Thần Dạ về cô, đối với những người hiếu học anh sẽ không từ chối giúp đỡ họ. Mưa ròng rã suốt một tuần cuối cùng học sinh trường Minh Đức cũng nhìn thấy mặt trời hôm nay cũng chính là ngày lục phóng trở lại trường học nghỉ suốt một tuần không biết cậu ta đã làm gì với ngoại hình của mình mà đi dọc hành lang ai nhìn thấy cậu ta cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc trời má đây chẳng phải là anh phóng sao phụt ha 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 cái quái gì thế này đỉnh quá vậy anh phóng ha 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 hết các học sinh khác lại tới tứ cầu cũng ngạc nhiên không kém ôi địch anh phóng cậu làm gì thế này sao lại nghĩ không thông vậy chứ hả trốn học cả tuần chỉ để đi làm chuyện này thôi đó hả thằng khỉ lúc này chúng ta mới được nhìn rõ sự thay đổi của lục phóng tên này thế mà lại dám nhụng cả một quả đầu xanh lá như đồng cỏ cực kỳ nổi bật trùng hợp làm sao một bên má của lục phóng cũng có vết đỏ cứ như là vừa chẳng nhau với tên nào đó vậy ngoài quả đầu nổi bật này ra thì lục phóng vẫn là lục phóng thôi cậu ta tỏ rõ vẻ khó chịu lạnh lùng nói với đám đàn em bây giờ thu mõm lại còn có thể chết một cách đàng hoàng đấy tứ cầu không nhịn được nữa trực tiếp cười phá lên luôn phụt ha, ha 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 đến cả phi phi khi cũng bị cái màu xanh chói lóa này làm giật hết cả mình lục phóng cậu làm gì vậy trường hợp này đám đàn em thật sự không thể đồng cảm nổi xin lỗi nhé anh phóng không phải em muốn cười anh đâu em nhịn không được thật được lắm mạnh phết đấy lục phóng bỏ qua mấy lời đùa cợt của đám đàn em dường như cậu ta rất tâm đắc kiểu tóc này cậu ta đi đến trước bàn học của phi phi nhìn cô nghiêm túc nói tôi sẽ không từ bỏ đâu cùng lắm là tán lại lần nữa thôi liệu lục phóng mặt dày như vậy có theo đuổi được phi phi một lần nữa không thoáng cái đã đến ngày kiểm tra học kỳ của trường minh đức đêm qua phi phi đi ngủ từ sớm sáng hôm nay thức dậy cô vươn vai tràn đầy tinh lực bắt đầu một ngày mới trước hết vệ sinh cá nhân sạch sẽ những lời dặn dò của nhiếp thần dạ vẫn đang văng vẳng trong đầu cô trước khi thi đừng làm đề tránh tạo quá nhiều áp lực ngày ôn tập thứ hai phải ôn lại những câu đã làm sai chép lại công thức và định lý cốt lõi của môn toán lần nữa phi phi đã thực hiện đầy đủ theo những gì anh nói cuối cùng đã đến được ngày hôm nay đây cũng chính là ngày quyết định cuộc sống của phi phi sẽ nở hoa hay là cuộc đời cô sẽ rơi vào bế tắc sau khi đã thay đổi xong xuôi phi phi còn vô cùng mạnh miệng khẳng định câu chơi khấn phật cũng vô ích thôi tụng trước phòng thi cũng vậy ổn định tâm lý học tập nghỉ ngơi có quy luật ôn tập một cách khoa học mới là điểm mấu chốt vừa mới nói xong thì chưa gì mà dây tiếp theo cô đã tự vào mặt mình bôm bốp bức hình của nhiếp thần dạ vẫn còn treo trong phòng phi phi không khấn thần khấn phật cô chỉ khấn học thần ba ba thôi cảm ơn học thần ba ba hãy phù hộ cho con thi cử thuận lợi làm bài kiểm tra cả một buổi trời cuối cùng cũng có thể kết thúc kiếp nạn này tiếng trung vang lên đồng nghĩa với việc hết giờ làm bài giám thị đứng trên bục thông báo các học sinh nhanh chóng đặt bài thi lên bàn ngồi yên tại chỗ cuối giờ rồi mà vẫn có thanh niên cố chấp để bị giám thị nhắc mới chịu từ bỏ em kia Thôi liếc ngang liếc dọc đi, cả em kia, đặt bút xuống không viết nữa. Sau khi giám thị đã thu hết bài thi, Tư Kỳ tranh thủ chạy lại hỏi thăm Phi Phi, "Phi Phi cậu làm bài được không? Mấy tháng nay cậu chịu khó làm đề, thầy cô ai cũng nói cậu tiến bộ rất nhanh đấy. Mình thấy không ổn lắm, trừ tiếng Anh cũng tạm tạm ra thì các môn khác mình không chắc chắn lắm. Tuy đã ôn bài rất kỹ nhưng gặp đề thực chiến cộng với áp lực phòng thi vẫn khiến nữ chính của chúng ta làm bài không được như kỳ vọng." Tư Kỳ đặt tay lên vai Phi Phi động viên cô, "Không sao đâu mà, xem biểu cảm của cậu bây giờ kìa, làm như sắp chết đến nơi ấy." chuyện học hành ấy mà không phải ngày một ngày hai cậu nghĩ thoáng ra một chút đi được bạn thân khích lệ phi phi cũng phải tự an ủi bản thân hãy chỉ mới một kỳ thôi mà còn tận nửa năm nữa lận dù vậy nhưng phi phi vẫn lo lắng về bài thi trước đó cô nóng lòng muốn đi so đáp án đến nơi rồi cũng không có tâm trạng bàn chuyện đi ăn với bạn thân nhìn bóng lưng phi phi đi khuất hội chị em lại đột nhiên thấy thương cảm cho lục phóng phi phi lại đến lớp chuyên tìm tần thời rồi à sao mình thấy anh phóng thảm thấy nào ấy chắc không phải đi tìm tần thời đâu tâm trạng của phi phi đã không tốt thì chớ đến trước cửa lớp chuyên còn đụng mặt đám người tôn trình ấy đây chẳng phải là đông phương phi phi sao lại đến lớp chuyên bắt cả đấy hả phi phi vốn đã không ưa gì tôn trình nghe hắn ta mỉa mai mình cô cũng không thèm nhẫn nhịn mà tỏ rõ thái độ cá đâu chẳng thấy vừa hay có ngay một con cá chạch trước mắt tôn trình lại thạnh quá hóa giận đám bạn đi cùng phải lên tiếng can ngăn mới tránh cho phi phi được một mớ rắc rối được rồi được rồi sao lại hung dữ với đại mỹ nữ như vậy chứ hả cẩn thận bị các fan boy fan girl của cậu ta đánh chết đó là bị anh phóng đập chết chứ phi phi cũng mặc kệ đám người tôn trình dù sao mục đích của cô tới đây không phải để gây sự nhưng vào đến lớp hỏa tiễn phi phi lại không thấy nhiếp thần dạ đâu hỏi tần thời mới biết hóa ra anh bị thầy gọi lên văn phòng rồi hôm nay tần thời thế mà lại có ý tốt muốn giúp đỡ phi phi nếu muốn hỏi đề thì hỏi tôi cũng được tần thời ngỏ ý làm phi phi mới nhớ ra không có nhiếp thần dạ thì cũng đâu phải là hết cách sao cô lại quên mất ông anh này là top hai toàn khoa chứ thế là phi phi như vớ được vàng bắt ghế ngồi xuống bày tập vở ra chờ được tần thời chỉ dẫn tần thời cũng rất có tâm trong việc chỉ bài cho bạn học cậu cầm bút lên bắt đầu phân tích bài làm của cô Thật ra câu này trong đề toán cuối kỳ của các em có hơi khó một chút. Các bước cậu viết đây chắc cũng được khoảng 7 điểm đấy. Đầu tiên có thể giả thiết tam giác cân ABC như thế này. Phi Phi đang chăm chú nghe top 2 giảng bài thì top 1 đã trở về rồi, Tần Thời đang giảng giữa chừng cũng bị cắt ngang. Nhất Thần Dạ không đợi Tần Thời giảng bài xong cho Phi Phi mà trực tiếp cầm bút đi tới nói, cách giải của cậu dườm ra quá, theo đề có thể làm thế này. Tần Thời lại cảm thấy cách giải của nhiếp Thần Dạ mới là không phù hợp, cách giải này của cậu tuy nhanh nhưng cậu ấy học lớp phổ thông, kiến thức không vững nên nghe không hiểu đâu, từ đây bắt đầu khơi mào cho cuộc tranh luận không hồi kết giữa các học bá người bình thường như chúng ta và phi phi không chen vào nổi chỉ có thể ngồi một bên âm thầm rơi lệ còn nếu muốn xen vào thì sẽ giống như phi phi vừa mở miệng ra đã bị chặn họng ngay lập tức luôn các học sinh trong lớp cũng đã chú ý tới bên này mãnh liệt quá đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người này chịu giảng bài cho con gái đấy nghe nói đông phương phi phi đá lục phóng rồi tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi nhà lục phóng giàu như vậy ba người này có học ba đời cũng không kiếm nổi, ấy nhất thần dạ còn chưa chắc đâu sự việc hôm nay thật sự đã khiến lớp hỏa tiễn được một phen mở mang tầm mắt. Hai học bá thuộc top xe vừa lại dành nhau giảng bài cho một nữ sinh lớp hỏa tiễn. Tin này không hot không lấy tiền. Phi Phi cô chỉ muốn tới đây để so đáp án thôi mà tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cuối cùng cô quyết định chỉ cần hỏi ra đáp án đúng là được rồi. Ba người hai nam một nữ không chú ý tới vẻ mặt đố kỵ của Sở Mỹ. Cô ta ghen tị cắn móng tay muốn bật máu. Xem ra Sở Mỹ lại sắp giở trò gì với Phi Phi nữa rồi. Tối đó nhất thần dạ và Phi Phi lại cùng nhau trở về. Dù sao thi cử xong xuôi cũng khiến người ta nhẹ nhõm đi rất nhiều. Phi Phi đã lấy lại được tinh thần, không còn lo lắng ủ rột như hồi sáng nữa, bây giờ cô chuyển qua bàn về kỳ nghỉ sắp tới, hãi, dù sao cũng thi xong rồi, từ mai đã bắt đầu nghỉ rồi, kỳ nghỉ này cậu có dự định gì không? Tôi phải về thành phố B, mấy ngày này phiền cậu chăm sóc Schrodinger giúp tôi nhé. Được nhất thần dạ giao cho trọng trách trông nom bé mèo đáng yêu Phi Phi không chút do dự đồng ý ngay, rất sẵn lòng. Mới vui vẻ được một chút Phi Phi lại thở dài ngao ngán, ai, tuy mới chỉ so đáp án một câu trong đề toán thôi mà chán thật đấy. Đợi có điểm rồi nói, trình độ của cậu cũng không phải đến nỗi không cứu được lần này nhiếp thần dạ thật sự đã tiến bộ hơn trong khoảng an ủi người khác rồi đó nhưng anh vẫn cần phải cố gắng nhiều lắm bởi vì phi phi không hề thấy khá lên chút nào thậm chí cô còn buồn hơn nữa cơ nói chuyện qua lại một hồi thì phi phi cũng đã về tới nhà ngay lúc cô vẫy tay định chào tạm biệt nhiếp thần dạ thì mẫu thân đại nhân lại xuất hiện ngay trước cửa gọi tên cô phi phi cũng không ngờ mình lại bị phát hiện sớm như vậy sắc mặt của mẹ cô trông khá tệ phía sau bà ấy còn có gì mai tôi dám cá chuyện phi phi và nhiếp thần dạ ít nhiều cũng có một phần công lao của bà ta trong đó Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.